Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thế Nuria. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng nhau trở lại với Babit Quest 3. Hôm nãy mình vừa chia sẻ với anh em một pro để anh em ăn được 81 đô đúng không ạ? Hôm trước mình có chia sẻ với anh em về dán hippo và rất là thành công. Chúng ta vừa ăn được giá nãi khi mà hầu hippo vừa ăn được iRope với một con số khá ấn tượng. Còn em mỗi anh em sẽ ăn được khoảng từ 60 đến 100 đô tùy theo giá bán của anh em. Thậm chí có anh em có ăn được nhiều hơn đúng không ạ? Vì hippo đợt vừa rồi đã bay lên khủng khiếp luôn, đúng không? Và hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ với anh em những dự án chất lượng nữa ở trên Bybit Jet 3 dành cho chúng ta, vì hiện nay thì trên Bybit Jet 3 thì chưa có nhiều người tham gia và phần lớn anh em tập trung mình những nền tảng khác. Đây chính là cơ hội, mình đã nhắc cho anh em rất nhiều lần, đây là cơ hội để anh em kiếm tiền với Bybit. Hôm nay chúng ta có một pool tài thưởng là 27.777 OP và 205.000 DRV dành cho anh em tham gia giao dịch ở trên nền tảng Deliver ở trên Bybit West 3 thông qua ví Bybit đám mây hoặc là Bybit Cash 3. Chúng ta cùng nhau khám phá về cái event này anh em nhé. Ok, với dự án này chúng ta tham gia đơn giản thôi. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ví ETH, các bạn rủ và tải xuống cho mình cái tiện ích nhé. Tiện ích của ví Bybit Wallet đám mây. Đây, chúng ta sẽ tải tiện ích xuống. Nếu mà các bạn không có tiện ích thì bạn cũng sẽ Bybit cũng sẽ yêu cầu chúng ta tải tiện ích thôi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ ấn vào nút follow ở đây. Các bạn làm cái nhiệm vụ đầu tiên, ta sẽ follow các kênh mạng xã hội. À đây, mình quên, mình chưa nói với anh em các bạn dùng điện thoại. Đây anh em nhé, phần này thì dành cho anh em dùng điện thoại này. Các bạn dùng điện thoại thì các bạn sẽ mở ra như thế này, giao diện nó sẽ như thế này này. Rồi lúc này đây thì chúng ta sẽ chọn cho mình vào tính năng West 3 ở góc trên cùng này. iRope của chúng ta thì nó sẽ có banner ở đây, hoặc là anh em vào phần ơn ở trên này, này đúng không ạ? Có không nhỉ? Không có. Đây chúng ta chọn vào phần thưởng iRope. Đấy thì các bạn sẽ thấy được những chương trình iRope đang diễn ra, đặc biệt là đối với chương trình iRope dự án Deliver mà chúng ta đang hướng tới đây. Đấy thì các bạn có thể vào nút tham gia ngay tại đây nhé. Ta tham gia ngay tại đây và các nhiệm vụ này anh em thấy ở đây. Đó thì anh em chúng ta sẽ có thể làm ở trên app cũng được, mà ở trên ở trên máy tính cũng được nhé. Đấy, thế thì lúc này đây thì chúng ta sẽ trở lại máy tính. Chúng ta sẽ tiếp tục với nhiệm vụ đầu tiên là follow và kinh x. Các bạn sẽ có thao tác là liên kết tài khoản x của chúng ta vào. Đây là một cái nhiệm vụ của dự án rất là dễ, chúng ta cố gắng ta làm. Ta vào cấp quyền ứng dụng nhé. Rồi cùng với đó thì đây mình sẽ mở cửa sổ, chúng ta vào bắt đầu. Ta sẽ follow với kênh X của dự án này nhé. Ta theo dõi này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ ấn vào report đúng không ạ? Report, report cái bài đăng về sự kiện nhé. Thì các bạn sẽ ấn vào phần ấn vào đi đăng lại này. Rồi ok. Rồi các bạn là chúng ta xong. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần trade. Thì trade các bạn sẽ cần phải có ví đám mây của Bybit nhé. Đây thì mình mở ra cho anh em thôi, nhưng thực tế là mình đã kết nối rồi và bây giờ mình sẽ có một cái phần đó là các bạn sẽ swap. Các bạn sẽ swap nhé, các bạn chuẩn bị cho mình sẵn một cái lượng. Đây mình sẽ mở cả cái phần Bybit ra nữa. Đây mình sẽ mở cả phần Bybit ra. Thì ở đây các bạn thấy là yêu cầu của nó là phải cần phải trade ít nhất là 10 đô ở trên thị trường future hoặc là họ tùy chọn ở trên sàn Deliver. Hoặc là anh em nạp 10 đô vào trong cái vâu của nó, thì mình nghĩ là nạp vâu thì sẽ an toàn hơn. Với nhiều anh em quyết định là nạp vâu nhé. Thế bây giờ khi các bạn ấn vào đây thì các bạn sẽ kết nối ví chúng ta, và các bạn nhớ chuyển ở trên ví Bybit Wallet ra. Đây. Đấy, đây mình đang mở ví Bybit Wallet ra cho anh em chúng ta để chúng ta vào nhé. Công việc của anh em lúc này đây là chúng ta cần phải kiểm tra xem là bây giờ trong cái vault đó thì sẽ cho phép cái điều gì. Các bạn biết cái này thì sẽ nhận OP là sẽ trên mạng Optimus rồi. Còn cái vault thì nó sẽ nằm ở trong cái phần earn này này, phần NIT USDC này. Các bạn nhìn thấy cái vault chưa? Chúng ta có rất nhiều các cái pool thì các bạn có thể là chúng ta ném vào chúng ta staking. Đây có cả phần Sunny luôn. Phần Sunny đúng không ạ? Và đây thì anh em thấy cái vault như thế này. Các bạn thử xem nào. Đây là ví dụ là WETH này. Có thể vào đây đúng không? Deposit Ethereum. Ethereum ETH rồi. Tự nhiên là mình sẽ chuyển, mình sẽ làm trên mạng Optimus rồi.
Để chúng ta có thể deposit với UDC nhé. Đấy. Cái này là phần earn release này. Đấy. Hoặc là nếu mà anh em chúng ta không quen thì các bạn có thể là sử dụng là trade cái lệnh future cũng được, cái nào cũng được, không sao cả nhé. Trade future thì đỡ phải về 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 stake thì tùy anh em. Thế thì bây giờ cái câu chuyện là anh em cần phải có một cái lượng ETH hoặc là lượng lượng coin để làm phí nhé, thì các bạn có thể rút ra từ sàn Bybit. Bybit hiện nay thì cũng đã hỗ trợ cho chúng ta trong cái vấn đề này. Nếu thiếu Bybit thì anh em có thể rút tiền nhé, chúng ta có thể ấn vào file phần rồi nhỉ. Bybit này hơi khó dùng, nó ẩn cái phần asset ở góc này hơi mệt, hơi mất thời gian. Đây, các bạn có thể ấn vào trong phần Bybit này nhé. Bên Bybit thì có hỗ trợ là anh em ta rút tiền, anh ta có thể rút ra mã ETH, là rút thẳng về phía Bitcoin luôn này, chọn là Bitcoin luôn này, được chưa? Đây này, các bạn rút ETH ra, ví dụ đây mình làm demo nhé, chúng ta chỉ chọn là Bitcoin này và chúng ta chỉ cần chọn chain thôi, mã Optimus đây, vì đây các bạn rút thẳng từ Bybit ra. Rồi ở đây thì mình đã rút ra là 0.01 rồi, các bạn có thể dùng tính năng swap, các bạn có thể swap sang UDC để các bạn ta ném vào pool stake, hoặc một cách khác thì anh em bây giờ chúng ta sẽ giao dịch ở trên nền tảng sàn này luôn. Và ở đây có phần deposit, deposit thì anh em có thể nạp ETH vào cũng được. ETH được, hoặc là các bạn swap ở trên đây, ở trên DEX chúng ta sẽ swap swap sang USDC để cho chúng ta tiện nhé. Mình sẽ xem thử thế nào. Để chọn mã Optimus đây, mình nạp USDC vào nhé. Cái nào cũng được mà, không vấn đề gì cả. Đây mình sẽ swap ngay trên này. Đây chúng ta có chain ở trên này này, Optimus này. Mình sẽ mà cái này thì ETH. Đấy, chúng ta có thể dùng ETH để mua WST ETH này. Cái mà chúng ta có thể là đem một stake ở đây cũng được này, anh em thấy không? Đấy, ở đây nó hỗ trợ WETH Spoon RRS này, WETHER. Đây, cái này thì giờ thôi chắc là không chơi cái kiểu đấy được. Thì mình sẽ bán ra USDC thôi. Cái mà mình hướng tới là bán ra USDC ETH. Đây Sell này bán nó son à. Đây mình sẽ xem nhé. Ví dụ ETH đây. Đây mình sẽ chọn là USDC này. Chọn nhanh thôi. Đây mình sẽ bán ra 0.003 đi. Được bao nhiêu? Được 9 này. 0.005 đi. Đấy, thì ở đây các anh em thấy này. Đâu ta? Nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ cần phải chơi ít nhất 10 đô. Hoặc là làm ít nhất 10 đô vào trong cái bầu. Thế là mình cứ lấy dư đi nhá. Cứ bán dư đi rồi tính sau. Phí thì cũng rẻ thôi đúng không? Rồi, lúc này thì chúng ta sẽ tiến hành thao tác swap nhé. Hơi bị nát tí anh em ạ. Rồi, swap thành công rồi. Đấy, mình đã swap thành công nên mình có thể glow cái này đi. Có thể anh em sẽ gặp một trường hợp lỗi trên tiện ích nhé, thì nó rất đơn giản thôi, em chỉ cần chuyển đổi sang ví khác là chuyển đổi lại cái ví bán mây sẽ xử lý được. Và ở đây thì mình sẽ chuyển sang mạng Optimus, chúng ta tiếp tục nhé. Bây giờ mình sẽ làm lại cái thao tác nạp tiền. Retrieve, mình sẽ đăng nhập lại. Ok. Rồi, hôm nay ở đây thì mình đăng nhập thẻ thành công và sẽ deposit vào luôn. Đấy. Thì các bạn dĩ nhiên chọn mạng Optimus và chúng ta sẽ nạp số tiền vào. Đây mình sẽ làm lại thao tác này. Chọn góc trên này. Optimus này. Match. Ok.
Đó thì chờ một lát nó sẽ có cái lạnh nhé. Thực sự là bít gác thì nó không được ngon lắm đúng không ạ? Hơi chậm. Giờ chúng ta sẽ điền mã vào mặt Google Authentic của tài khoản và bít chúng ta. Rồi anh em thấy là cái lệnh của mình thì có vẻ là đã được. Đấy, giờ mình sẽ tiếp tục. Rồi số tiền mình nạp cuối cùng cũng đã nạp được thành công. Bí thì hơi chậm một chút đúng không ạ? Rồi chúng ta tiếp tục này. View Jackson nó sẽ mất khoảng từ 2 đến 1 đến 2 phút để nó thấy được cái giao dịch chúng ta nhé. Đây là cái giao dịch chúng ta nó đang ở trong cái trạng thái gọi là trạng thái pending. Đây anh em thấy nhé. Thế thì nếu mà anh em mà giao dịch thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho anh em. Nếu mà có em nào lười thì muốn giao dịch thì hướng dẫn cho em luôn. Và nếu mà anh em nào muốn mà chúng ta muốn earn ấy, muốn earn và đóng vào pole này thì mình cũng sẽ hướng dẫn anh em được. Đấy, nó không có gì là khó cả. Đấy. Thì cái earn này thì nó sẽ rắc rối hơn vì các bạn sẽ cần phải mua coin từ các cái nền tảng khác, nhưng mà còn cái phần kia thì nó dễ. Chờ một lát này anh em nhé. Chúng ta đang chờ đủ confirm thì nó mới lên được sàn. Mình đang tắt những cái thông báo không cần thiết. Rồi, đây này. Chúng ta thể theo dõi cái hết sau rồi chúng ta ở góc đây. Đấy. Ở đây thì sách sáng đã confirm rồi, mình mới 1 phút có thể nó chưa lên luôn. Rồi, ok. Ở đây thì có các cái có cái vâu ở phía dưới nhưng mà chắc là chúng ta sẽ trade đi, bởi vì là mình sợ là cái chúng ta chỉ nạp tiền không vào thôi thì nó chưa đủ anh em ạ. Đây có phần transfer, transfer là chuyển giữa các account đúng không? Còn with, with thì anh em có thể rút tiền bất kỳ lúc nào, các bạn có thể chọn mainnet, không không cứ là các bạn chọn Optimus, các bạn có thể with bất kỳ mạng nào. Phí thì đây, phí rất là rẻ thôi đúng không ạ? Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở lại với phần giao dịch, chúng ta sẽ vào phần pass. Đấy thì anh em có thể là giao dịch luôn ở trên này. Các bạn có thể dùng cái số tiền chúng ta vừa có để các bạn giao dịch. Đấy, ví dụ như mình sẽ thử bill xem nào. Ok. Chúng ta có thể nhấn vào more. Deposit tài khoản đã có rồi mà không biết là sử dụng thế nào đây. Đây có phần cài đặt có cái địa chỉ ví và cái địa chỉ ví fan account rồi. Ta có phần fan account đúng không? Rồi để xem nào. Nào, transfer đấy, bây giờ ta phải cần cần có một cái thao tác cho transfer. Transfer đến tài khoản fan account tức là account 1 đấy, chúng ta sẽ chuyển đến toàn bộ số tiền đến tài khoản là account 1 nhé. Chúng ta sẽ mất một chút thời gian để các bạn tạo tài khoản funding. Các bạn sẽ phải có cái chữ ký nhé. Chúng ta phải tạo một cái tài khoản trading account. Thực ra đây là tài khoản ở trên web thôi. Đây là một cái chúng ta sẽ quản lý một cái contract của trên web. Một lát nữa khi các bạn chuyển lại thì cũng phải sử dụng qua contract này. Thì các bạn luôn phải trừ ra một cái phần để làm phí nhé. Bạn để thấy mình có trừ ra một phần ETH để làm phí đấy, các bạn chú ý nhé. Rồi tiếp theo các bạn sẽ chờ đợi một ít phút. Dev phần. Rồi anh em thấy là ở diện chúng ta đã có một cái lượng nhé. Có một lượng ETH đây rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta có thể là suy nghĩ đến vấn đề giao dịch. Thực ra thì bây giờ mình sẽ có thể bắt đầu với phần giao dịch được rồi. Đấy. Chúng ta có thể ấn chọn lệnh bill Excel. Lưu ý đây là future nha anh em, future này có đòn bẩy đấy. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ thử là nghiên cứu đã. Nghiên cứu này. Các bạn nào. Bạn có thể build vào sale machine. Rồi có thể build power. Cái này thì có thể là anh em. Đấy, thì anh em có thể build vào sale đây nhé. Build. Không thể tăng 7 được nhỉ. Đây, maker. Nào. Lệnh này khiến tài khoản rơi vào tình trạng không đủ yêu cầu về ký quỹ duy trì. Như vậy là cái số tiền này nó là chưa đủ. Nếu mà chỉ nạp bằng này thì chưa đủ anh em ạ. Chưa đủ là hơi quá đấy. Cái này thì khả năng là phải thêm tiền để mình đi bơm thêm tiền.
không biết là min là bao nhiêu, không biết min lạnh là bao nhiêu nữa. Tụi mình sẽ thang thử con khác nữa. Đây chúng ta có các cái cặp đôi khác, không chỉ là cặp này. Đấy. Đây là một cái cặp đôi khác nhé. Các bạn có thể chơi margin ít hơn. Thì ở đây thì các bạn đừng chọn cặp SH, mà chúng ta chọn cặp khác đi. Cho em tối thiểu 10 đô. 10 đô trên thị trường future. Thì ở đây thì anh em thấy này. Margin ở đây mình đang chơi là 3,60 mấy đúng không? Đấy, thế này chắc không cháy được. Sọc đây này, có cái năng lượng sọc này, nó là đòn 7 đấy, 7 nó là 4,2x đây, 4,2x mình sẽ nhân cho nó, mình 6 đô 6 nhân với lại 4 bằng 24 đúng không, 24 tức là 38 rồi. Đây mình sẽ giảm xuống đi là 25 đi, chơi 25 nhé, 25 thì chắc là ổn rồi đúng không, 25 22 đã dư rồi đúng không ạ, 26 nhé. Submit order. Đấy thì các bạn có thể sell, có thể build tùy anh em. Submit order, đây mình sell đây. Sell và anh em có thể close luôn. Close luôn ngay lập tức, close luôn này. Đấy. Các bạn cũng có thể build nhé. Đây là cái close vị trí, chúng ta có thể close vị trí này. Close các bạn có thể chọn giá maker, chúng ta cần close vị trí nhé. Chưa. Open. Lang nhỉ? Có lãi rồi mà mình đang tìm cách close nó chưa cho close các ngài ơi. As cheaper top not. Đây mình sẽ dùng lệnh limit đi. Mình đang lệnh stop đúng không? Mình sẽ chọn cái lệnh ở phía trên mình. Submit order rồi đóng luôn này, được chưa? Đấy, vừa rồi là mình đã đóng lệnh nhá. Đấy mọi người anh em có thể xem cái phần demo nhé. Đấy ví dụ bây giờ mình sẽ chơi một cái lệnh build đi, lệnh build đi nhá. Vừa rồi là nãy là sell đúng không? Giờ thì build đây. Đấy. Này thì cũng dễ thôi. Submit order. Build giờ thì mình sẽ close vị trí cờ lâu rồi. Rồi ok, cũng rất là nhanh đúng không? Build. Cờ lâu. Cờ lâu. Lạc lắm. Nói chung là hơi lâu đúng không ạ? Maker. Cố gắng đóng mà nó chưa nhận lệnh nhỉ. NG Maxine Close. Đấy, giá đang tăng rồi, có lãi nhưng mà chưa close được lệnh. Cố gắng đóng lệnh mà chưa được. Close vị trí. À, phải submit order anh em ạ. Submit order thì mình đóng một lệnh nhé. Anh em nếu mà chỉ ấn close vị trí không được, phải ấn submit order chúng ta mới đóng một lệnh. Và đây thì anh em thấy là mình đã có hai cái order lệnh luôn. Và số dư thì mình cũng đã có cái sự tăng trưởng đúng không? Đấy, các bạn có thể là mở tương tự mình nhé. Đấy, đây mình ví dụ ở đây mình sẽ đây này. Margin chơi hẳn, lần này thì sẽ chơi hẳn 10 đô này. 10 đô nhé, cái này thì nó sẽ rủi ro hơn một tí nữa. Đấy, thì anh em có thể là chúng ta tiếp tục chúng ta làm nhé. Đấy. Thì đây là cái phần hướng dẫn của mình thôi, còn thực tế thì mình thôi cố gắng, sợ cũng hơi sợ cháy. Ok, sell nhá.
Zeroni Christie, Tomasco, Klovic, Smith. Rồi mình đóng luôn lại. Đóng luôn lệnh thì có cái phần số dư nó bị giảm xuống một tí đúng không ạ? Đấy. Thì có thể nó như vậy thôi, nó cũng rất dễ đúng không ạ? Ở đây có phần cả phần arrow, nơi đây thì anh em sẽ thấy được cái điểm point chúng ta và cũng sẽ có kèm cái link dev cho các anh em. Để anh em có thể dùng link dev này thì giới thiệu đến người dùng khác, nhưng mà thực ra thì đối với dự án này thì chúng ta cũng không cứ phải dùng link dev gì cả đúng không ạ? Đấy, vì nó cũng dẫn link cho chúng ta rồi. Và đây thì anh em thấy là cái điểm point của mình thì đang thiếu để tiến tới ngưỡng 2 để nhận IROP, và chắc chắn dự án này thì sẽ có ra token và ra IROP. Đây là một con dự án mà chưa ra token rất là hay. Rồi chúng ta có thể trở lại với Bybit nhé. Chúng ta có thể là đây thì các bạn thấy là có refresh, các bạn có thể refresh lại nếu chưa ấy. Rồi các bạn chọn vào phần Lucky Draw. Lucky Draw ở đây thì anh em sẽ có tham gia vào. Chúng ta mở ra. Ồ, ở đây thì mình thất tiếc là không nhận được phần thưởng nào cả, đúng không ạ? Cái này là thực ra thì các bạn sẽ thấy được cái phần thưởng luôn, nếu các bạn trúng thì thấy luôn và không trúng thì cũng thấy luôn. Ok, vừa rồi thì mình đã cùng với anh em chúng ta tham gia một dự án Deriver, một dự án ở trên máy Biscuit 3. Hy vọng là dự án này thì nhiều anh em may mắn hơn mình có thể là kiếm được những phần thưởng hấp dẫn đến từ dự án. Cảm ơn anh em theo dõi video và xin chào bạn sẽ tiếp theo.